tử vi tháng 10 và 11 âm lịch. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Phật tổ luôn dõi theo và ban phước lành cho quý cô chú, mang lại sự an lạc và hạnh phúc trọn vẹn cho cuộc đời. Quý cô chú tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 đã trải qua nhiều gian truân, biến cố trong cuộc sống từ thuở niên thiếu cho đến trung niên. Sinh vào năm Tân Sửu, năm của trâu sắc, người tuổi này nổi tiếng với sự chịu đựng kiên cường bền bỉ và không ngừng vươn lên trong khó khăn đúng với biểu tượng trâu cày ruộng cuộc đời của quý cô chú không dễ dàng nhiều thăng trầm nhưng nhờ lòng kiên định và bản tính thật thà họ đã vượt qua mọi thử thách để xây dựng một cuộc sống ổn định tiền vận của người tuổi tân sửu là những ngày tháng khó khăn phải đối mặt với vất vả thiếu thốn và nhiều khi là gánh vác trách nhiệm của gia đình từ khi còn trẻ nhờ vào ý chí mạnh mẽ quý cô chú không bao giờ nản lòng luôn vươn lên và nỗ lực để thay đổi số phận trải qua nhiều khó khăn từ thuở thiếu niên quý cô chú tuổi tân sửu đã tôi luyện cho mình sự cứng rắn không dễ dàng lùi bước trước nghịch cảnh sống trong thời kỳ khó khăn của đất nước tuổi trẻ của quý cô chú không ít lần đối diện với đói nghèo công việc thiếu thốn cuộc sống vất vả dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu người tuổi tân sửu vẫn giữ cho mình tinh thần vững vàng cùng lòng quyết tâm không ngừng đến tuổi trung niên khi đã dần ổn định hơn trong cuộc sống quý cô chú vẫn không ngừng học hỏi tích lũy để có thể vững vàng ổn định cho bản thân và gia đình thật vậy tiền vận gian khó đã là nền tảng tôi luyện nên sự vững chãi của tuổi tân sửu trong cuộc sống họ có thể không giàu có xa hoa nhưng lại có một gia đình đầm ấm con cháu biết kính trọng và thành đạt những năm tháng làm lụng tích góp đã giúp quý cô chú có được hậu vận an yên không phải lo toan nhiều về vật chất Đặc biệt, với lòng tin sâu sắc vào đạo Pháp, quý cô chú tuổi tân sửu luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng vất vả. Phật tổ với lòng từ bi luôn dõi theo và bảo hộ cho quý cô chú tuổi tân sửu, ban cho họ phước lành và lộc thọ trong giai đoạn tuổi già. Hai tháng 10 và 11 âm lịch năm nay là khoảng thời gian quý cô chú nhận được nhiều vận may, tài lộc nhờ vào sự chè chở của Phật tổ đồng thời cũng là dịp để củng cố thêm sự ổn định, an vui cho cuộc sống hậu vận. Dưới đây là phần tử vi chi tiết cho quý cô chú Tân Sửu trong hai tháng cuối năm này, trên mọi phương diện. Tổng quan về tử vi tháng 10 và 11 âm lịch. Đây là hai tháng đặc biệt may mắn và an lành dành cho quý cô chú tuổi Tân Sửu. Sau những năm tháng vất vả, giờ là lúc để nghỉ ngơi, an dưỡng và tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Với sự phù hộ từ Phật tổ, quý cô chú sẽ được ban phước, có được sức khỏe dồi dào, tài chính ổn định và những mối quan hệ gia đình ngày càng khăng khít. Tháng 10 và 11 âm lịch là giai đoạn mà mọi sự đều diễn ra nhẹ nhàng, không có nhiều sóng gió, và hầu như tất cả các mặt đều ổn định, từ sức khỏe đến tài chính, gia đình và tâm linh. Quý cô chú tuổi tân sửu, với bản tính cân cù và nhân hậu, sẽ nhận được sự quý trọng từ con cháu và xã hội, đồng thời cảm nhận được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Phật tổ sẽ luôn bên cạnh, che chở và phù hộ, giúp quý cô chú giữ vững lòng tin và sự kiên định trong cuộc sống. Nhờ vào phước lành ấy, quý cô chú sẽ trải qua những tháng cuối năm đầy niềm vui và hạnh phúc, chuẩn bị bước sang năm mới với nhiều hy vọng và bình an. Về phương diện tài chính, đối với quý cô chú tuổi Tân Sửu, tài chính trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch có phần ổn định và không nhiều biến động lớn. Đây là thời gian để quý cô chú an hưởng những gì mình đã tích góp được trong suốt những năm tháng vất vả. Đặc biệt, nhờ vào sự phù hộ của Phật tổ, quý cô chú có thể đón nhận những khoản lộc nhỏ, như một sự khích lệ từ con cháu hoặc các mối quan hệ thân thiết. Những khoản thu này tuy không lớn nhưng lại có giá trị tinh thần to lớn, đem lại cảm giác an vui và hạnh phúc cho quý cô chú. Nếu quý cô chú vẫn còn tham gia các hoạt động đầu tư hoặc quản lý tài sản, thì đây là lúc nên xem xét lại và lựa chọn các phương án an toàn đảm bảo không gặp phải rủi ro hay mất mát sự phù hộ từ phật tổ sẽ giúp quý cô chú bảo toàn tài sản không bị ảnh hưởng bởi những rủi ro hay biến động của thị trường đồng thời quý cô chú cũng sẽ cảm thấy an tâm và yên bình hơn trong việc quản lý tiền bạc nhìn chung tài chính của tuổi tân sửu trong giai đoạn này tuy không bùng nổ nhưng vẫn ổn định và đảm bảo cuộc sống thoải mái an yên đây là dấu hiệu của một hậu vận an lành, không phải lo toan nhiều, chỉ cần biết trân trọng và hưởng thụ những gì mình đã tích lũy được. Về sức khỏe và tinh thần. Sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của quý cô chú tuổi tân sửu trong giai đoạn hậu vận. Với những người đã ngoài 60, sức khỏe không còn dồi dào như trước. Tuy nhiên, nhờ có sự che chở của Phật tổ, quý cô chú sẽ có được sức khỏe ổn định, ít gặp phải những vấn đề nghiêm trọng đây là thời điểm lý tưởng để quý cô chú chăm sóc sức khỏe một cách nhẹ nhàng chẳng hạn như tập thể dục dưỡng sinh ngồi thiền và duy trì chế độ ăn uống khoa học tinh thần của quý cô chú trong hai tháng này cũng rất an yên những lo toan của cuộc đời dường như đã được giải tỏa nhường chỗ cho cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng trong tâm hồn phật tổ sẽ giúp quý cô chú tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày từ tình cảm của con cháu đến những khoảnh khắc thư thái khi thiền định hay đọc sách về đạo Pháp. Đây là giai đoạn tốt để quý cô chú tập trung tu dưỡng, hành thiền và dành thời gian để cảm nhận sự bình yên. Về tình cảm gia đình và quan hệ xã hội, gia đình luôn là nơi mang lại sự an vui và hạnh phúc cho quý cô chú tuổi tân sửu. Trong tháng 10 và 11 âm lịch, sự gắn kết trong gia đình ngày càng được củng cố, con cháu có dịp quây quần, tạo nên không khí vui vẻ, hòa thuận quý cô chú là tấm gương sáng là nguồn động viên tinh thần cho cả gia đình và nhờ vào sự che chở của phật tổ tình cảm gia đình càng thêm bền chặt quý cô chú sẽ cảm nhận được sự trưởng thành hiểu chuyện của con cháu luôn tôn kính và yêu thương quý cô chú khiến cuộc sống càng thêm viên mãn ngoài ra trong quan hệ xã hội quý cô chú có thể gặp lại những người bạn cũ hoặc các người bạn đồng đạo đây là cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm sống và giá trị đạo pháp cùng nhau xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Sự chân thành, tử tế của quý cô chú luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Tháng 10 và 11 âm lịch là thời điểm để quý cô chú truyền đạt những giá trị nhân sinh và đạo đức cho thế hệ sau. Dưới đây là tử vi chi tiết về năm ngày may mắn mà quý cô chú tuổi Tân Sửu, 1961 sẽ đón nhận được nhiều phước lộc, may mắn và niềm vui. Những ngày này đều có sự phù hộ từ Phật tổ mang lại cho quý cô chú những cơ hội bất ngờ về tài lộc, sức khỏe cũng như hạnh phúc trong gia đình. Quý cô chú có thể sắp xếp thời gian và tâm trạng để đón nhận những điều tốt đẹp trong năm ngày sau đây. Ngày 5 tháng 10 âm lịch, quý cô chú tuổi Tân Sửu sẽ được hưởng phước lành từ Phật tổ, mang lại may mắn và tài lộc trong các hoạt động giao tiếp hoặc thăm hỏi người thân, bạn bè. Ngày này, quý cô chú có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ con cháu có thể là quà tặng hoặc sự quan tâm của các thành viên trong gia đình khoản tiền này mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là giá trị vật chất nhưng lại khiến quý cô chú cảm thấy hạnh phúc và hài lòng trong ngày này nếu quý cô chú dự định tham gia các hoạt động từ thiện cúng dường hoặc lễ phật thì sẽ nhận được thêm phước lành khiến vận khí càng thịnh vượng hơn năng lượng các lành bao phủ sẽ giúp quý cô chú cảm thấy an vui và thoải mái ngoài ra đây là thời điểm lý tưởng để cầu phước tăng cường lòng tin vào đạo pháp, giúp quý cô chú thêm vững tâm và an lành. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, vào dịp trăng rằm là một ngày thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Với lòng tin sâu sắc vào Phật pháp, quý cô chú tuổi Tân Sửu sẽ nhận được phước lành đặc biệt trong ngày này. Nhờ sự phù hộ của Phật tổ, quý cô chú có thể gặp được những mối lộc bất ngờ, có thể là từ công việc cũ hoặc ai đó trong quá khứ mà quý cô chú đã từng giúp đỡ sẽ quay lại và tri ân. Trong ngày rằm này, nếu quý cô chú dành thời gian đi chùa, dân hương hoặc tham gia vào các nghi lễ cầu an, cầu phước, thì sẽ càng gia tăng thêm phúc đức và đón nhận nhiều điều tốt lành. Ngày này cũng là thời điểm tuyệt vời để gia đình cùng quay quần, cùng nhau ăn cơm, chia sẻ và gắn kết tình cảm. Đây không chỉ là ngày nhận lộc tài chính, mà còn là ngày quý cô chú nhận được lộc về tinh thần, sự an lành trong lòng. Ngày 25 tháng 10 âm lịch, là một ngày quý cô chú sẽ nhận được niềm vui và may mắn từ gia đình đặc biệt là con cháu đây là thời điểm con cháu có thể tổ chức buổi gặp mặt thăm hỏi và dành tặng những món quà ý nghĩa có thể là con cháu thành đạt trở về để cảm ơn và tri ân công lao của quý cô chú hoặc đơn giản là món quà nhỏ mà gia đình chuẩn bị để làm quý cô chú vui lòng ngày này mang ý nghĩa đoàn viên và sum họp quý cô chú sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp từ con cháu Tài lộc và phúc đức mà quý cô chú nhận được không chỉ từ của cải, mà còn từ tình yêu thương, sự quý trọng của con cháu. Nếu trong ngày này, quý cô chú tham gia các hoạt động như tổ chức bữa cơm gia đình, hoặc gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa, thì niềm vui sẽ còn nhân đôi, tinh thần thêm phần phấn chấn. Ngày 2 tháng 11 âm lịch là một ngày tốt lành mà quý cô chú có thể đón nhận những lộc may nhỏ bất ngờ. Ngày này rất thích hợp để quý cô chú lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi thư giãn hoặc đi chùa cầu an. Đặc biệt, có thể quý cô chú sẽ nhận được tin vui liên quan đến tài chính, ví dụ như con cháu gửi tiền biếu hoặc nhận được khoản lợi nhỏ từ khoản đầu tư trước đây. Ngoài ra, đây cũng là ngày để quý cô chú hướng tâm về Phật Pháp, dân hương, niệm Phật hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Phước lành từ Phật tổ sẽ giúp quý cô chú cảm thấy an yên và thư thái không chỉ mang đến lộc tài mà còn mang đến sự bình an trong tâm hồn. Sự tích đức trong ngày này sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả gia đình, giúp quý cô chú tận hưởng những ngày tháng an lành. Ngày 20 tháng 11 âm lịch là ngày đặc biệt mà quý cô chú có thể đón nhận nhiều tài lộc và may mắn, giúp khép lại chu kỳ may mắn của năm một cách viên mãn. Vào ngày này, quý cô chú có thể nhận được các khoản quà từ con cháu, người thân hoặc thậm chí là từ bạn bè, hàng xóm. Đây có thể là những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng kính trọng và tình cảm yêu thương dành cho quý cô chú. Nếu quý cô chú tham gia vào các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn hoặc đóng góp cho chùa chiền thì phước lành càng gia tăng, đem lại sự bình an trong tâm hồn. Sự phù hộ từ Phật tổ sẽ giúp quý cô chú không chỉ đón nhận lộc tài mà còn giúp tâm an lạc, vui vẻ, xua tan mọi ưu phiền và giúp cuộc sống càng thêm sung túc. Kết luận Năm ngày đặc biệt trên là những ngày quý cô chú tuổi tân sửu sẽ được Phật tổ, ban phước và che chở, mang đến tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Đây cũng là thời điểm quý cô chú nên tập trung hướng về Phật Pháp, làm nhiều việc thiện để tích đức cho bản thân và con cháu. Những khoản lọc này không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn giúp quý cô chú cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, đông đầy tình cảm và phúc lộc từ những người xung quanh. Cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý